Hi, xin chào anh em đã quay trở lại với channel T Game. Ok, anh em chúng ta lại gặp nhau ở con mu vinh dự rồi. Xin chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với anh em nha. Ok anh em, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm sao để mà có thể ăn boss thế giới. Hay ở bên con mu vinh dự này thì nó gọi là thủ lĩnh thế giới này mà. Boss thế giới thì nó cũng vậy thôi. Đấy, nôm na nó là như vậy. Ok. Và để mà hiệu quả nhất thì anh em có thể để ý cái dòng dây nó đang nhảy đúng không? Chúng ta phải là một trong những người vào trước. Đấy. Cái yếu tố quan trọng nhất là đó là chúng ta phải là một trong những người vào trước nha. Đấy. Để tối ưu được cái vấn đề mà người đứng ở trong cái con boss này đầu tiên. Đó, anh em có thể thấy. Nó là một lợi thế anh em à. Nó là một lợi thế. Và sau đó là anh em bắt buộc anh em phải cổ vũ nha. Tại vì nếu mà đánh tầm cỡ 50% cây máu mà nếu mà cái đối thủ bên kia mà dạng lực chiến cao hơn anh em một tí là anh em sẽ không kịp để mà cổ vũ đâu. Đấy. Rồi, còn cái khung thời gian á, theo mình nghĩ á nha, theo cái khung thời gian mà để mà đánh boss thế giới á, cho nó hiệu quả á, thì mình nghĩ anh em nên chọn những khung giờ nào đó để mà ít người chơi ha. Càng ít người chơi càng tốt anh em à. Tầm 1 2 giờ hoặc là 3 4 giờ gì đó. Mình nghĩ cái thời gian đó là mọi người khá là bận nhiều. 1 2 giờ thì mọi người đi làm hoặc là họ mệt mỏi họ đi ngủ rồi này họ các thứ. Và 3 4 giờ cũng vậy. Ha. Mình nghĩ những khung giờ đó là rất ít người chơi. Nên những anh em mà dạng chơi vui như mình á thì chắc chắn là lực chiến sẽ không bằng những người mà nạp được đúng không? Thì bởi vậy chúng ta phải canh me canh chua. Đấy. Đi những khung thời gian cho nó thích hợp anh em à. Đấy. Không sao, nói chung trong một ngày đó thì chúng ta cũng làm hết thôi. Nhưng mà chúng ta đỡ bị cái ớt trong cái vấn đề boss này á, thì chúng ta sẽ nhận được một số vật phẩm nó ngon hơn. Tại vì thường thường top 1 sát thương lúc nào cũng được thưởng nhiều hơn anh em à. Đấy. Nhưng mà thấy méo nào à. Mình đánh mấy con rồi mà chưa được thưởng gì anh em à. Toàn là cho Ngọc điểm thôi. Cái Ngọc ép chứ. Đấy. Thấy méo nào kỳ cục đó. Anh em cứ áp dụng theo cái kỹ thuật của mình. Đấy. Theo ba bữa nay mình quan sát thì bắt buộc phải vậy anh em à. Anh em phải là một trong những người bước vào đầu tiên. Về lực chiến thì mình nếu mà anh em thua xa những người vô sao nhiều quá thì cái đó cũng chịu. Đấy. Còn anh em nào mà đang thấy đã có người ở trong boss rồi thì tốt nhất anh em đừng có vào. Đấy, mình đợi cái lượt sau. Tại vì những cái boss ở dưới đây cái thời gian nó hồi cũng khá là nhanh thôi anh em à. Đấy. Tầm có 2 phút là nó hồi ra, 2 phút là nó hồi ra rồi. Vì vậy mà chúng ta không có gì phải vội cả. Và mình cũng có những lần mình thấy nha, cái top 1, top 2, top 3 nè. Hên xui nha, top 2 cũng có thể là nó rơi ra đồ tím, đồ này nọ rồi sách hay là ngọc về bên kỹ năng luôn nha. Và top 3 thì mình chưa biết, nhưng mà một lần là mình ăn được top 2 là đã có một món đồ tím và một cái quyển sách về bên kỹ năng luôn. Đấy. Chứ không phải là chỉ có top 1 không mới có nha anh em. Đấy. Nhưng mà đa phần là mình thấy chiếm ưu thế là bên top 1. Đấy. Top 1 sát thương ở trong con boss thế giới này thì nó sẽ có nhiều nhiều cái vật phẩm mà nó hot hơn. Đấy. Bước vô là cổ vũ maximum anh em à. Đấy. Cho nó mau thấy. Anh em thấy không? Thực sự mà những người mà vào sau á thì họ không thể mà cá ếch lại anh em à. Không thể cá ếch lại. Có vẻ như cái lực chiến của mình đánh mấy con boss này thì đối với những người vô sau thì mình cũng trên họ một tí, gọi là trên họ một tí. Nhưng mà thí dụ cái ông top 2 đi, anh em đang thấy cái ông top 2 không? Nếu mà mình vô sau là có khả năng là mình không kết lại. Đúng không? Chắc chắn là mình không bao giờ kết lại. Và cái việc mà mình vào đầu tiên thì mình đã chiếm ưu thế hơn cái người mà đến sau đó này mà. Đúng không? Cái đó là điều rõ ràng. Đấy. Rồi còn cái mốc thời gian thì anh em cứ canh me cho mình. Canh me cái mốc thời gian nào mà ít người chơi nhất. Đó. Tại vì con boss thế giới này thì mình không có kêu anh em trong vui lên để mà phụ được. Như con boss chiến trường cổ thì nó dễ rồi. Có thể kêu anh em trong vui lên để mà súng lại mà đánh nó thì khá là đơn giản đúng không? Còn đối với con boss thế giới này thì bắt buộc là chúng ta phải có một cái chiến lược nó rõ ràng hơn. Đối với những anh em mà dạng như chơi vui giống như mình. Đấy. Lực chiến anh em mình không thể kê ếch lại những cái ông mà nạp nhiều hơn thì bắt buộc ha. Chúng ta phải canh cái khung thời gian. Nói chung chịu thiệt một tí nhưng mà nó sẽ lợi nhiều hơn anh em không? Thay vì mình cố chấp mình sẽ chơi luôn, chơi tẹt ga luôn cỡ nào cỡ ít vô quýnh y đùng. Nhưng mà cuối cùng mình đánh cũng đâu có lợi anh em ạ. Thì thay vì vậy thì mình sẽ chọn cái khung giờ khác.
và cái khung giờ khác thì biết đâu được là mình sẽ nhận được những vật phẩm nó hot hơn, ngon hơn, đúng không? Từ đó mà chúng ta có thể nâng cấp lên một cái acc nó hoàn chỉnh, nó ngon hơn đấy. Chứ nhiều khi mình cố chấp quá, mình đánh không được, mình ăn không nổi mà mình cũng gắn vô để mà show hand luôn thì cũng không hay anh em ạ. À, đấy rồi dụng tốc bất đạt anh em ạ. À, đúng không? Rồi còn cuối cùng để mình làm con cuối cùng này nữa xong rồi mình kết thúc video cho anh em xem luôn. Nói chung là bắt buộc chúng ta phải canh me canh chua anh em ạ. Đấy phải là một trong những người có mặt đầu tiên, cái đó là một lợi thế nhất định đấy. Vào là cổ vũ âm âm lên đấy, vì nếu mà chúng ta mà không cổ vũ á thì những cái người mà dạng top sau á vào á thì họ lực chiến mà dạng họ cao hơn mình một tí á, thì khả năng là họ cái ít là vẫn được bình thường anh em. Nên cái việc mà chúng ta phải cổ vũ càng nhanh càng tốt thì điều đó là một trong những ưu thế mạnh đó anh em thấy không. Mấy ông kia cũng canh me canh chua vô nhưng mà không vô kịp với mình đã vào đầu tiên đấy. Mình đi chơi cổ vũ bằng kim cương luôn để cho nó chắc cú rồi nè, mà biết đâu được đấy anh em thấy không. Anh em thấy chênh lệch nó không có quá nhiều, giữa top mình là top 1 với lại top 2 chênh lệch nó không quá nhiều. Nếu mình vào sau chắc chắn là mình không thể KS lại được anh em, mà mình không thể nào nằm được ở vị trí top 1 ở cái combat thế giới này. Và một cái điều mà khá nhiều anh em mắc sai lầm là như vậy, cứ thấy nó vẫn còn con boss thì cứ nhảy vào mà không có chịu để ý tới cái số người đang ở trong đó, hay là không chịu mà vô kịp thời ấy. Nên thành ra mà có nhiều anh em mà không cả ít lại đấy. Mà công nhận cái con game này quải thiệt chứ, cứ một người là ba nhân vật, cái màn hình mà đứng chừng chục người thấy bích đó này, mà nhìn có vẻ đông vãi nhưng mà thực ra nó chỉ là có mấy người thôi nhưng mà nhân vật nó quá trời quá đất luôn ok rồi coi như đây là cái video mà anh em chúng ta bàn luận một tí về vấn đề ăn boss thế giới làm sao cho nó hiệu quả ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em, nếu anh em ủng hộ mình hãy để một like một subscribe nha. Ok còn ý kiến như thế nào thì hãy để lại phần comment bên dưới luôn, anh em chúng ta cùng nhau thảo luận ha. Ok chúc anh em một ngày thật là vui vẻ.